giới thiệu sự kiện sinh viên tình nguyện với Internet. Thưa bà con, thưa các bạn, vào ngày 13 tháng 6 năm 2014 tới đây, tại Bưu điện Văn hóa xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, sẽ diễn ra sự kiện sinh viên tình nguyện với Internet. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn sinh viên tình nguyện sẽ có nhiều hoạt động hướng dẫn các em học sinh cách thức sử dụng máy tính, phục vụ việc học tập giải trí và lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi cũng như hạn chế các tác động tiêu cực của Internet. Sự kiện này thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Melinda Gates tài trợ. Sau gần hai thập niên du học, du nhập vào Việt Nam, Internet ngày nay đã phát triển sâu rộng, không chỉ ở thành thị mà còn cuốn đến cả các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sự phát triển của Internet đã tác động mạnh mẽ tới cuộc sống của con người, từ lao động, học tập đến vui chơi giải trí. Mọi tầng lớp, mọi thành phần trong xã hội, thuộc mọi lứa tuổi đều có thể thụ hưởng những lợi ích mà Internet mang lại. Riêng với các em nhỏ thuộc lứa tuổi học sinh, lợi ích rõ nét nhất của máy tính và Internet đó là mang lại cơ hội được trải nghiệm với những phương thức học tập mới, hấp dẫn và hiệu quả hơn so với các